Chào các bạn nhé. Trên hình nó là mấy cái quạt làm mát trong bếp từ. Nó sẽ thường trong bếp từ là cái quạt làm mát nó sẽ chạy điện là 18V các bạn nhé, 18V DC này. Thì video này mình nghịch ngợm một chút là mình sẽ tháo bung một cái quạt của bếp trong cái bếp từ này ra để chúng ta sẽ hiểu cấu tạo của nó như thế nào. Và mình cũng nói về cái nguyên lý hoạt động của nó luôn và các hư hỏng hay gặp. Thì qua đây, qua video này chúng ta cũng sẽ hiểu được là nguyên lý hoạt động của một cái động cơ không chổi than nhé các bạn nhé. Đây nó là một cái động cơ không chổi than các bạn ạ. Xem nó hoạt động như nào nhé. Trong này nó có một cái khóa bằng nhựa. Những cái quạt xịn thì nó sẽ chạy vòng bi các bạn ạ. Nhưng đây là những cái quạt thông dụng thôi. Nó sẽ chạy bằng bạc trượt thôi. Thì đây chính là cái cánh này. Và cái cánh thì chúng ta xung quanh nó là cái lăm châm nhé các bạn nhé. Cái lăm châm thì đây chính là cái rotor các bạn nhé. Động cơ chứ không chổi than đấy. Nó là cái rotor này. Thì đây trên này nó là một cái cuộn, những cái cuộn dây này các bạn nhé. Nó sẽ tạo ra từ trường ở xung quanh cái thanh này, từ trường quay các bạn nhé, từ trường quay để nó làm cho cái quạt này quay theo. Và để mà tạo ra được cái từ trường quay ở những cái cuộn dây này, để tạo ra cái khe từ này, nó phải có một con IC nữa, nên mình tháo hẳn nó ra. Mình đã rút được nó ra này, khỏi cái thanh giữ ấy của nó này, khung của nó này. Thì cái cuộn dây, những cái vòng dây này và có cái khe từ này thì chúng ta gọi nó là cái stator của nó nhé. Rotor nó là cái lăm châm này. Còn cái stator đây này, thông qua một con IC, đây là một con IC nó thường thông dụng ở những cái bếp từ này, nó sử dụng con là có mã là 477A. Thì có thông qua con IC này nó sẽ biến đổi cái điện áp DC 18V vào ấy, thành một cái dòng, thành hai cái dòng điện biến thiên chạy trong bốn cái cuộn dây, bốn cái cuộn dây này này, thì nó mới tạo ra cái từ trường quay để cho con rotor này nó đuổi theo nhé, nó quay quay theo nhé các bạn nhé. Chứ chúng ta cấp cấp trực tiếp điện áp DC vào đây là nó không chạy đâu. Mình đã vẽ qua được cái mạch điện của nó này. Thì con quạt này thì như bây giờ, hiện tại như bây giờ anh mình thấy ấy, nó sử dụng chỉ có một cuộn dây thôi. Tức là đầu tại những cái cuộn dây này được đấu nối tiếp với nhau hết và nó chỉ ra hai đầu và nó cấp vào cho con IC là hàn này nhá. Nó chỉ thiết kế như thế. Như có một số loại của những cái bếp ngày xưa ấy, thì nó sẽ có ba đầu dây ra, tức là nó có hai cuộn riêng biệt đấy. Thì để mà hoạt động được như này, con này để mà chạy được nhá, là nó phụ thuộc vào chủ yếu là con IC mà có mã là ATS 477 này. Đây là một con IC trông nó bé này thôi, nhưng đây là một con IC Hall sensor. Tức là ngoài nó, bên trong nó có một con cái kiểu như là nhận dạng vị trí là một là Hall sensor ấy, và nó có cái mạch tạo dao động này, rồi là transistor công suất bên trong nữa để nó lái được cái dòng chảy trên cái cuộn dây này nhá. Trên cái cuộn dây để của các khe từ này. Thì cái nguyên lý chạy của nó như này này. Đầu tiên để mà chạy được thì chúng ta phải hiểu được cái rotor này đã. Cái rotor này nhá, các bạn để ý này, nó cấu tạo là cái lăm châm nhá. Nhưng mà không phải là nam châm liền vòng tròn đâu các bạn nhé, nó sẽ có một cái khe hở, nó có một cái khe ở đây là các bạn này, cái khe ở đây này, ý mình mới nói đây là một cái nam châm và nó có cực nam và cực bắc nhé, tức là vị trí này chính là vị trí giao giữa nam và bắc này các bạn này, vị trí này vị trí đứt quãng này, tất cả những cái chỗ khác nó liền hết nhưng vị trí này vị trí đứt quãng nhé. Đây nhưng có một con khác nó cũng thế này các bạn này, nó cũng có vị trí đứt này ở vị trí này là các bạn này. Như vậy là trông thế này thôi, nó là nam châm hình tròn nhưng mà nó vẫn được chia cực ra một vị trí. Các bạn hiểu không? Để cho con IC Han này nó nhận dạng được, và con IC nó lắp luôn luôn lắp theo cái kiểu là ở vị trí rìa rìa ngoài này nhé các bạn nhé. Đây này, nó lắp ở cái vị trí nằm với áp cái rìa này để nó xác nhận được cái vị trí của cực nam cực bắc này các bạn này. Đấy, để xác định được cái vị trí giao giữa nam bắc của cái nam châm của nằm trên rotor ấy. Thì nguyên lý của nó này, khi chúng ta cấp điện ấy, cái này nó chả có cái mạch gì luôn, không hề có cái gì luôn, nó thiết kế tối giản quá. Thì khi có nguồn từ hai dây cấp vào cho cái quạt này ấy, thì là như cái quạt này nó là chạy 18, thì mình cứ giả sử nó là 18 và mát GND nhá,
Thì khi mà có điện cấp cho chân 1 và chân 4 của con IC này thì con IC này nó sẽ hoạt động. Nó sẽ đóng dương 18V này đi sang chân 2 này. Rồi để nó tạo cái dòng chảy đi về đây và đi về chân 3, và nó cũng đóng chân 3 sang chân 4 luôn, nó để tạo kín một cái dòng chảy qua các cuộn dây này nhá các bạn nhá. Thì như vậy thì là cuộn dây nó sẽ tạo ra từ trường, và cái từ trường của nó ấy, nó sẽ sinh ra một cái moment quay, một cái moment quay này để kéo cái cánh này, tức là cái rotor này quay theo hướng chiều như này. Và khi mà nó quay ấy, và nó còn cái vị trí giao giữa cực nam và cực bắc này này, nó vọt qua cái con IC của Han này nhé các bạn nhé. Khi có một cái dòng, khi mà có cái dòng điện chảy qua các cuộn dây này ấy, thì nó sẽ tạo ra từ trường ấy, và nó làm cho cái cánh quạt quay này. Và khi mà cái vị trí nam bắc nó sẽ quay qua con IC Han ấy, thì con IC Han nó lại tạo ra một cái chuỗi xung, nó cứ đóng ngắt, tức là nó sẽ cứ cấp nguồn này, cấp nhả dòng chảy trên cái này để nó tạo ra một cái từ trường thay đổi. Thì nó thông qua nhà sản xuất cũng tính toán này, họ trên cái những cái khe từ này nhá, họ sẽ cho sẽ có một cái khe từ, cái khe cao hơn và thấp hơn, cái nào cũng thế, mục đích của nó là nó sẽ tránh hiện tượng là bị tạo điểm chết nhé các bạn nhé. Tức là những vị trí này nó để nó tạo tránh cái điểm chết, tức là nó sẽ như này, nó sẽ xảy ra hiện tượng là cái từ trường nó sẽ không phải là hoàn toàn đều nhau trên cùng một vòng tròn, mà chỗ mạnh chỗ yếu, thì cái chỗ nào mà nó nằm ở đúng cái vị trí của cực nam bắc này này thì nó sẽ tạo ra moment quay nhé các bạn nhé. Khi nó quay được một vòng cái thì con IC Han lại kích một xung chẳng hạn, thì nó lại chạy tiếp, như vậy là nó cứ chạy suốt, nó là như vậy. Thực ra cái mạch này là cái mạch nó thiết kế rất là đơn giản nha. Nếu mà những cái động cơ như cái động cơ ở cái quạt tích điện mà không chổi than ấy, thì nó sẽ có một con IC Han cảm biến vị trí riêng và một con IC tạo dao động riêng, kích ba con MOSFET, mấy con MOSFET ấy là cũng còn công suất riêng thì để nó tăng được dòng và tạo được cái công suất lớn. Nhưng đây cái mạch này thì là nó tích hợp sẵn hết vào trong con IC Han này rồi các bạn ạ, nên nó thiết kế kiểu như vậy. Như vậy nhà, để mà chạy được con này ấy, là chúng ta phải hiểu được là cái nam châm này không phải là một vòng tròn hoàn thiện, mà nó sẽ có cực nam và cực bắc để cho con IC Han này nó biết được vị trí, và sau đó là nó sẽ tạo ra một cái từ trường quay, và nó cũng do nhà sản xuất tạo các cặp từ này nó cũng khác nhau nữa, nó cũng tạo chỗ mạnh chỗ yếu, tức là chỗ cao, chỗ vị trí cao này ấy, thì nó sẽ sát với cái nam châm hơn thì nó từ trường sẽ khỏe, còn những cái vị trí thấp hơn như này ấy, thì là nó sẽ xa cái nam châm hơn thì nó sẽ là từ trường nó sẽ yếu hơn, cảm yếu yếu hơn, dẫn tới là nó sẽ không đều nhau trên cùng một vòng tròn, và nó sẽ có một phần nào đấy nó sẽ nằm ở đúng vị trí cực nam bắc này, thì giữa nam và bắc ấy, thì là con sẽ nó hút lại và con sẽ đẩy đi thì nó sẽ tạo ra cái moment quay các bạn nhé. Như vậy là con này nó chỉ có một cặp cực thôi. Còn một số những cái động cơ mà nó có thể là đạt được tốc độ cao hơn ấy, thì có thể nam châm nó chia thành hai cặp cực hoặc là bốn cặp cực các bạn nhé. Thì khi đó thì cái này nó cũng nhiều hơn, cái cặp cực trên cái stator này nó cũng nhiều hơn. Nhưng đây trên cái ứng dụng trên những cái quạt máy tính này, quạt nguồn PC này và quạt bếp từ này thì nó chỉ có một cặp cực thôi, nam châm nó chỉ có một cặp cực thôi nha các bạn nhé. Như vậy là cái quạt không chổi than nó cũng khá là phức tạp, và cái nguyên lý của nó thì cũng không phải là ai cũng biết, mình thì mình cũng chẳng để ý đâu, nhưng mà sau đó mình cũng tò mò không hiểu nguyên lý nó chạy như nào, nên mình mới phá nó ra một cái để mình xem. Thì nó chạy mạnh chạy yếu thì cứ nguồn 12V cấp cho nó thì là cái dòng điện cấp cho cái cuộn dây nó yếu thì nó sẽ quạt nó sẽ chạy chậm, còn nó chạy cấp cho nó khỏe thì nó sẽ chạy khỏe. Và người ta sẽ tính toán là cái con IC này ấy, nó chịu ở điện áp bao nhiêu để người ta ví dụ như con IC này chúng ta có thể thay vào cho những cái quạt của PC chạy 12V được, nhưng mà chúng ta lấy con IC Han ở quạt PC chạy 12V này mà chúng ta lắp cho 18V này là nó sẽ nhanh chết lắm nhé, bởi vì nó bị quá áp, mà điện áp nó bị cao hơn rồi, mình đã thử rồi. Và mình lấy con IC Han này ở cái quạt bếp từ này mình lắp cho những cái quạt của chạy điện 24V ở trong máy hàn thì nó cũng không chịu được, nó toàn chạy tí nó nóng bỏng và nó cháy.
nên đôi khi chúng ta phải thay đúng cái mức điện áp chạy của nó có mã đấy các bạn ạ, có thể là 12V này nó không phải là 477 mà có thể là 472 thôi, và ở những cái quạt 24V có thể nó là 47 gì đó thì mình không rõ, tóm lại là nó liên quan đến mã số của nó nữa, nó liên quan đến dòng tiêu thụ và chịu được này và điện áp chạy được của nó nữa. Còn về cái nguyên lý ở cái quạt máy hàn này, rồi là quạt máy tính này, rồi là quạt bếp từ này, nó đều như nhau nhé các bạn nhé, nó thiết kế đều như nhau, nó là một cái động cơ không chổi than. Nói về các hư hỏng hay gặp trong những cái quạt của bếp từ này thì mình hay gặp như này nhé các bạn nhé. Đối với những cái bếp từ lởm ấy thì cái cuộn dây này các bạn nhé, nó sử dụng bằng dây dây nhôm hay dây đồng không nguyên chất gì đó ấy, nên để một thời gian sau nó tự nó hàn và nó đứt cụt một đoạn chẳng hạn, thì là chúng ta như vậy gọi là chết ngắt, chúng ta cắm có nguồn quạt sẽ không chạy. Còn một trường hợp nữa là mình hay gặp hỏng này, đó là con IC này nó bị lỗ, con IC hàn này nó bị lỗ, tức là khi chạy dòng nó chạy qua nó lớn quá thế là nó mới chập, nó nổ, thế là nó cũng không chạy. Và một cái trường hợp nữa mà hình như chính cái quạt mình đang tháo ra là nó hỏng này, nó chập chân 1, chân 2 với nhau, mình thử xem có đúng không. Đấy, như con này là chết này, bởi vì con quạt này mình thấy nó đồng hồ cấp nguồn của mình nó ngắt mà nó chập sự chân 1, chân 2 với nhau, tức là chân 1 và chân 4 chứ, nó đang chập chân 1 với chân 4 với nhau, dẫn tới là nguồn 18V bị chập luôn. Nên cái quạt này mà khi mà ở bếp ấy, là khi bật lên ấy, là mình bật on cái con chan cấp nguồn cho quạt, mở nguồn cho quạt này nó sẽ mở ấy, nó sẽ cấp nguồn cho quạt ấy, thì dẫn tới là bếp cứ nháy rồi mất cái quạt này này. Và mình thử bằng cấp nguồn ngoài ấy, thì là thử cái cấp nguồn của mình nó cắt luôn cái quạt này này. Vậy là trường hợp này là trường hợp chết chập nhé các bạn nhé, chết chập 18V với GND với nhau. Nó chỉ có mấy trường hợp hỏng, mình hỏng như thế thôi. Và cái trường hợp hỏng theo thời gian nữa là nó bị khô dầu, nó kẹt các bạn nhé, nó lâu làm quá cái dầu nó khô, nó chạy nhiều, nó khô, nó kẹt ra đấy chạy nó rít, nó không chạy khỏe, nó chạy lờ đờ ấy. Còn một trường hợp gặp nữa là mình gặp là với những cái quạt mà nó có ba đầu dây ra các bạn nhé, nó có ba đầu dây ra ấy, thì là khi nó bị đứt một quận, hoặc là chính là cái con IC này nó bị lỗi một cổng. Con IC này nó có hai cổng các bạn nhé, nó chân 2, chân 3, hai cổng, nó có một dòng mà chạy, nó có cuộn dây, nó có hai cuộn riêng, nó ra ba cái ấy, thì là có một cái dây chung ở giữa này, nó được đấu lên 10-18V, sau đó là chân 2, chân 3 nó cứ dập liên tục với mát để nó tạo từ trường quay ấy. Thì khi đó ấy, mình có trường hợp mà chúng ta cắm điện mà bật ấy, mà quạt nó cứ lờ đờ, nó cứ rung, nó không chạy ấy, và chúng ta mồi thì nó quay được một tí, sau đó nó ngắt ấy, nó lại mất ấy, thì là có thể là do là cái một cái cuộn dây nó bị đứt, hoặc là chính là cái cổng mấy con chan bên trong con IC han này nó bị chết nhá, nó bị chết một cái bên, nó chết một cái dẫn tới nó không tạo được từ trường quay mà chỉ là sinh ra một cái từ trường thôi. Lúc đấy thì con IC này sẽ rất nóng và nó sẽ làm sụt nguồn 18V. Thôi, video mình kết thúc ở đây nhá. Chào các bạn.